Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn về một vẻ đẹp của cây hoa mít đỏ đây các bạn nhé. Đấy, đây là vẻ đẹp cây hoa mít đỏ. Gì? Bố mi ơi, hỏi bố mi làm ở Hà Nội. Đừng nhìn. Mẹ. Lên làm công ty chi với thằng Tình Tang này. Công ty thực phẩm nhàn, tháng 7-8 triệu rồi. Đừng nhìn. Tháng 7-8 triệu mà bao ăn bao ở luôn. Có ký túc xá luôn cho mình ở. Thích thì mình ở riêng á. Nếu như mình không thích thì mình thuê trọ là ở. Thích ở trọ hơn. À, thì kiểu đông người á. Kiểu như 3-4 người cái là hắn lại tìm cho mình một cái phòng trọ cho 3-4 người ở đây. Mà thật tao thích tìm phòng trọ một mình tao thôi mà. Ừ, thì có điều kiện này ở riêng. Đây là cây hoa mít đỏ. Đi con nữa tao nguy cơ đến khi 90% rồi đấy. Chết tao rồi. Tối qua tao trọt cho gỡ à. Tí mình coi tao, mình đưa tao coi tin nhắn. Vậy sao pin đi? Nhắn tin không được dép luôn. Sao pin đi? Để biến gì? Nói. Nhắn tin Zalo á? Không. Tao nhắn tin xong tao toàn xóa rồi. Thì sao pin đi tí gọi video xem được ngay không? Echo. Lâu tao ông cháu hôm nay về ăn cơm mà không có chi ăn đâu tao. Để nấu thôi. Nấu cả cái xe, có video chi ăn luôn. Đấy là vẻ đẹp của một cây hoa mít đỏ. Đây, bên nhau là sao đấy, hoa mít đỏ thì rất là đủ màu sắc luôn các bạn nhé. Đấy, những cái cây hoa mít thì những có cái lá thì là màu xanh các bạn nhé, lá thì là màu đỏ, hoa mít đỏ, lá mít đỏ. Đây là những cái phần lá mà đã quá già các bạn nhé. Nắng quá. Nắm tay anh.
video mình đến đây xong nhá. Mình xin chào tạm biệt các bạn.